Cô chú anh chị và các bạn thân mến, rất vui được gặp lại các anh chị trong một video tiếp theo. Hiện nay thì em Dư đang có mặt tại khu dân cư Lê Phong nha các anh chị. Đây, con đường trước mặt các anh chị đây chính là con đường trục N2. Và nó có bề ngang là 6m, vỉa hè hai bên mỗi bên 3m các anh chị. Tổng là 12m. Các anh chị đang nhìn thấy ngôi nhà trước mặt. Đây là những cái ngôi nhà được xây dựng một trệt hai lầu các anh chị nhé. Ở khu dân cư Lê Phong này thì em cũng làm khá là nhiều những cái video để chia sẻ về tổng quan khu vực này. Khu dân cư Lê Phong này thì được quy hoạch là một trệt hai lầu các anh chị. Được quy hoạch rất là bài bản, nhà cửa đẹp san sát nhau nha. Dân cư ở đây cũng rất là dân trí cao và văn minh các anh chị. Ô tô các anh chị có thể đậu ở trước hiên nhà nha. Cái đường vỉa hè này các anh chị 3m á. Cái phía em Dư đang đi đó chính là cái đường N2 đây. Đường N2 để các anh chị đi ra hướng mà đường DT743B các anh chị. Ra trục chính để ra DT743B nhé. Và trong video ngày hôm nay em Dư ở đây để chia sẻ với tất cả các anh chị một cái ngôi nhà tại khu vực này. Ngôi nhà hôm nay em chia sẻ với tất cả quý cô chú anh chị mình, đây là ngôi nhà này ạ. Được xây dựng một trệt hai lầu theo kiến trúc tân cổ điển các anh chị. Với diện tích đất là 71,2m², bề ngang là 4m và bề dài là 17,8m. Phía đằng sau đất của chúng ta thì sẽ có một cái đường hỗ trợ kỹ thuật các anh chị, nó khoảng tầm hơn 1m đấy các anh chị. Nhà được xây dựng một trệt hai lầu. Công năng là có 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách, 1 sân phơi và 4 nhà vệ sinh nha các anh chị. Xe hơi chúng ta có thể là mở nắp cửa, cuốn vào nắp cửa nhôm kính sinh pha để chúng ta chạy vào trong nhà các anh chị nhé. Nhà chúng ta thì để ô tô bên trong được. Ngôi nhà thì được trang bị là thiết bị nội thất thì bằng gỗ sồi nha các anh chị. Và thiết bị nhà vệ sinh là bằng Toto. Thiết bị của Toto các anh chị nhé. Nhà đã được hoàn công đầy đủ rồi các anh chị. Nhà được hoàn công đầy đủ rồi. Rất đẹp ha. Cửa hai lớp cửa, cửa cuốn và cửa nhôm kính sinh pha. Hiện nay trong khu dân cư Lê Phong này thì nhà đang gửi bán thì mức giá là lẻ nhất là từ 4 tỷ rưỡi nha các anh chị. Còn lại đa số là mức giá là sẽ là 4 tỷ 6, 4 tỷ 7, 50 và 4 tỷ 8 là các anh chị nhé. Ở khu vực này thì tùy vào vị trí, tùy vào ngôi nhà mà chủ gửi bán thì có những mức giá khác nhau. Ngôi nhà này rất là đẹp và giá còn mềm các anh chị. Giá chủ đang gửi em thì với cái mức giá chỉ có 4 tỷ 500 triệu thôi các anh chị. Cho một ngôi nhà được thiết kế theo kiểu tân cổ điển như này. Rất đẹp và kiên cố ha. Hoàn công đầy đủ cho các anh chị. Em xin nhắc lại là chủ đang gửi em căn nhà này với cái mức giá là 4 tỷ 500 triệu. Cho ngôi nhà 71,2m², bề ngang là 4m. Nếu quý cô chú anh chị nào có quan tâm đến cái ngôi nhà thuộc khu dân cư Lê Phong, phường Tân Nông Hiệp, thành phố Dĩ An, Bình Dương này thì hãy liên hệ với em Dư nhé. Ngoài ra thì em Dư cũng có rất là nhiều những cái sản phẩm nhà đất tại thành phố Dĩ An. Quý cô chú hãy like và đăng ký kênh để đón xem những ngôi nhà, những miếng đất mới nhất. Em Dư, chuyên nhà đất Dĩ An, Bình Dương.